แวะกูลังแต่อ๋อแต่ก่อนจงไรพรันเบยเหรอเลยมาปั่นใจเหรอVào năm 10 tuổi tôi, và lần đầu tiên của tôi gặp voi là lúc đấy cảm giác của tôi rất là thích thú. Trong lòng rất là hạnh phúc khi mình được sờ được con voi. Và từ đấy là bắt đầu cái tình cảm nó càng dâng lên và tình cảm tôi dành cho voi càng ngày càng lúc càng nhiều.Tôi bắt đầu làm nài voi từ 2013, thì lần đầu tiên thì nó cũng khó. Về truyền thống thì nhiều đời là bên gia đình là theo voi lâu rồi. Thì cũng muốn sau này thì con cái em thì cũng giống như em, có thể làm được mọi thứ như em làm, nhưng mà với cái điều kiện là nó sẽ phải thương yêu động vật hơn, nó mới làm được như em được.Từ bắt đầu vô cổng vườn á, sau qua cầu, tôi đã nghĩ cuộc sống của voi nó bây giờ đã được tự nhiên và mình đã bước vào một cái trang mới, khỏi phải ngồi trên cổ voi, giờ là voi nó được về tự nhiên. Bố là hay đi chở khách là mình đã ghét rồi, là không thích kiểu là cưỡi voi xong để nó đói, đã rất ghét. Là điều khiển voi là mình cũng không cần dùng đến dụng cụ, nên dùng đồ ăn để dụ nó này nọ, từ đó thay đổi được, là từ đó là họ bắt đầu thay đổi giống mình. Tới chỉ là đi theo mình, gọi nó đi. Gia đình hồi xưa tôi thấy một chỗ gia đình nó nuôi voi là khác như hoàn toàn như bây giờ. Xưa là nuôi voi để mà như là săn bắt hái lượm hay là làm tài trợ cho kinh tế gia đình. Như em thì em hồi nhỏ thì em cũng nhỏ quá, em hối hận khi bố mẹ em cũng đã bán voi sang Nha Trang. Chứ từ đó là em quyết định là trong lòng em là em sẽvoi nào mà đã rớt vô tay em thì em sẽ bảo vệ nó tuyệt đối luôn. Ai ơi, dắt tắt đi. Ươi đi. Ươi đi nè. Con voi pló với con voi này tôi thấy rất là vui vẻ. Và tôi rất thích nó gắn kết rất là...thành công và nó đã yêu quý lẫn nhau. Gọi là may mắn là mình mới được chứng kiến cảnh mà mới ghép là thấy voi nó ở nhau, quá hơn sức mong đợi. Tôi là giữ thông ngân từ năm 2004 tới hiện tại bây giờ. Mới đây thì nó cũng có cái hành vi là con đực có chu kỳ nó động đực. Mới đây thì hành vi con này nói chung thì tính tình nó thì sẽ lén, nó không khác như con khác. Mình em thì là tiếp cận được, tại vì là cái hàng ngày là em là người tiếp cận, em là có cái khẩu lệnh riêng của em.Là cái giọng của em nó sẽ hiểu em rõ hơn mọi người. Muốn khám như là ban đầu là cũng khó khăn lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mà nó thì cũng nhìn như là người trong gia đình của nó y như bố mẹ nó rồi. Nhưng bây giờ thì nó nể rồi. Tại vì ngày nào cũng gặp nhau, người nào cũng ở với nhau. Làm nài voi phải có sự kiên trì.Phải có sự kiên nhẫn, phải có tâm với voi, phải biết yêu thương voi mới làm được.
Thì em là hy vọng là voi Việt Nam nó lúc nào cũng phát triển mà nó sống bền vững hơn. Chứ không có giống như bây giờ thì lúc nào mà voi cũng dần dần nó hao mòn đi, với lại theo thời gian đi về với cát bụi hết. Chứ mình không thể sống mà để mà sau này con cái mình chỉ bảo bố tôi đi voi ở trên mảnh giấy thôi, chả thấy thực tế nó sẽ như vậy. Nên bây giờ thì nếu ai mà có cái tư tưởng mà cưỡi voi nữa thì hãy ngừng cưỡi voi và cùng chung tay tham gia mô hình thân thiện với voi ở trong rừng để voi được đảm bảo sức khỏe và duy trì được hình ảnh sau này cho con cháu.